Lục tổ Huệ Năng, từ một người không biết chữ đến biểu tượng của Phật giáo Trung Hoa. Sau khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, đã dần phát triển thành 10 tông thái là Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Pháp Tướng Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Câu Xá Tông và Thành Thật Tông. Đứng đầu các tông phái này là Thiền Tông, với số lượng tu sĩ và tín đồ cao nhất. Tại sao Thiền Tông lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy? Ngài là Lục Tổ Huệ Năng, được xem là nhân vật biểu tượng của Phật giáo Trung Hoa. Một số từ đơn giản, dễ hiểu về Phật giáo mà chúng ta sử dụng hiện nay như giác ngộ, nghiệp chướng, danh giới, vân vân, đều được Lục Tổ Huệ Năng đơn giản hóa để chúng sinh có thể dễ dàng học tập. Đây được xem là một nhiệm vụ khó khăn từ lúc Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Trung Hoa. Và một điều đặc biệt là Ngài không hề biết chữ. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu đôi điều về Ngài. Hành trình giác ngộ của Lục Tổ Huệ Năng. Huệ Năng hay Lục Tổ Huệ Năng là một vị thiền sư vĩ đại trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa, kế nhiệm truyền thừa từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Lục Tổ Huệ Năng sinh ngày 8 tháng 2 năm Trịnh Tuyền thứ 12 thời nhà Đường tại Tân Châu, Lĩnh Nam. Lĩnh Nam lúc đó là một nơi hẻo lánh dành cho những tù nhân lưu vong. Cha của ông lúc đó là một vị quan bị giáng chức và lưu đày đến khu vực này. Đến năm Huệ Năng lên 3 tuổi, cha qua đời, nên mẹ con ông phải nương tựa lẫn nhau, hàng ngày lên núi đốn củi kiếm sống. Một hôm, trong khi mang củi cho khách, Huệ Năng tình cờ nghe được người ta tụng kinh. Ông bỗng như được giác ngộ, liền bước đến hỏi người tụng kinh, đó là kinh gì? Người khách nói với ông rằng, đó là kinh Kim Cương, do sư phụ Hoằng Nhẫn truyền, vị tổ thứ 5 của chùa Đông Thiền Hồ Bắc. Lúc này, Huệ Năng cảm thấy vô cùng thích thú và phát nguyện đi đến Hồ Bắc để bày tỏ lòng tôn kính Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và tìm học Phật Pháp. Sau khi tạm biệt mẹ hiền, Huệ Năng đi đến phương Bắc cầu Phật. Và hơn một tháng trôi qua, cuối cùng ông cũng gặp được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Theo một ghi chép, sau khi gặp mặt, Ngũ Tổ đã hỏi rằng ông đến từ đâu và mong muốn điều gì. Huệ Năng từ tốn trả lời rằng mình đến từ Lĩnh Nam, đến để cầu Phật, chứ không yêu cầu bất cứ điều gì khác. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn liền nói rằng, người đến từ Lĩnh Nam không có Phật tánh thì làm thế nào có thể trở thành Phật được? Câu nói này dường như tỏ ý khinh miệt đối với những người đến từ Lĩnh Nam, nơi ở của những tù nhân man dợ nhiều tội lỗi. Ngài Huệ Năng lập tức trả lời rằng, tuy người có Nam có Bắc, nhưng Phật tánh cũng phân biệt Bắc Nam hay sao? Sau khi lắng nghe những lời này, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã biết rằng đây không phải là một người tầm thường, nên đã kêu đệ tử sắp xếp cho ông ấy ra sân sau giã gạo và bổ củi để nấu cơm. Đây đều là những việc thể chất nặng nhọc có thể thử thách được ý chí của một người. Huệ Năng ban ngày thì bổ củi nấu cơm, ban đêm lại thực hành thiền định dòng giã suốt 6 tháng. Một hôm, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cảm thấy đã đến lúc mình phải tìm người kế thừa, nên ra lệnh cho các đệ tử rằng nếu trong chúng đệ tử ai có thể viết một bài kệ để trình bày kinh nghiệm tu tập và giác ngộ của mình thì người đó sẽ được chọn là Lục Tổ. Bài kệ này tương tự trong kinh Phật sẽ thường có 4 câu. Tất cả đệ tử không ai dám làm, bởi không ai đủ tự tin chắc chắn rằng mình đã thực sự giác ngộ. Mọi người đều nghĩ người có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có Thượng Tọa Thần Tú là đệ tử xuất sắc nhất của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Lúc này, Thần Tú rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi ông ấy vẫn chưa tự tin về sự giác ngộ. Tuy nhiên, Thần Tú nghĩ rằng nếu mình có thể dâng lên một bài kệ, sẽ xuất sắc được kế thừa sự nghiệp của sư phụ để trở thành Lục Tổ. Nếu chỉ đứng yên không làm gì, ông ấy sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nào. Sau vài ngày suy nghĩ, Thần Tú đã nghĩ ra một cách vẹn toàn là vào nửa đêm, ông ấy sẽ viết bài kệ lên tường nhưng không ký tên mình. Nếu bài kệ này được sư phụ chấp thuận, ông ấy mới dám công khai đó là tác phẩm của mình. Bài kệ viết rằng: thân ấy Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, giờ giờ cần phủi sạch, chớ để dính trần ai. Sau khi Ngũ Tổ nhìn thấy bài kệ này, ngay lập tức đã biết được là do Thần Tú viết. Nhưng người đệ tử này của ông vẫn chưa thực sự giác ngộ. Ngũ Tổ sau đó vẫn khen ngợi và nói với các đệ tử rằng phải thường xuyên chỉ tụng thì sẽ được kiến tánh. Nhưng vào đêm đó,
Ngũ Tổ đã tìm đến Thần Tú để nói rằng bài kệ này của ông tỏ ra ông chưa thấy được bản tánh của mình. Ngũ Tổ muốn Thần Tú hãy làm một bài kệ khác, nhưng sau khi suy nghĩ rất nhiều, ông vẫn không thể làm được bài kệ thứ hai. Huệ Năng sau đó cũng đã được nghe về bài kệ của Thần Tú. Ông vừa nghe đã biết bài kệ này chưa thể nhìn thấy được chân tánh của mình. Điều khó khăn là, tuy rằng ông cũng nghĩ được một bài kệ, nhưng do bản thân không biết chữ, cũng không thể viết lên tường. Do vào thời điểm đó, ông ấy đang bị phân biệt đối xử trong chùa. Mọi người đều nghĩ, ông đến từ vùng đất Lĩnh Nam thì làm sao có thể giác ngộ. Vậy nhưng Huệ Năng đã nói, khi bắt đầu học Vô Thượng Bồ Đề, người mới tu hành cũng không nên xem nhẹ, người thấp hơn có trí tuệ cao hơn. Vì sao một Phật tử có thể học cách xem thường người khác? Bởi những người thấp kém cũng có thể có trí tuệ cao siêu. Những người cao cao tại thượng cũng có thể không có sự khôn ngoan. Sau khi nghe được những lời này, một người đồng đạo đã hứa sẽ giúp Huệ Năng viết bài kệ này lên tường. Lúc này ông mới thông thả đọc: Bồ đề vốn chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay vốn không phải vật, nơi nào dính bụi trần. Dịch thơ rằng: Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ hữu trần ai. Bài kệ này đã khiến các môn đệ đều kinh ngạc. Họ nhận ra rằng không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài và xuất thân của họ. Tuy nhiên Ngũ Tổ sau khi nghe được những câu này đã xóa bỏ bài kệ viết lên tường để bảo vệ Huệ Năng, vì biết căn cơ của ông vượt hẳn Thần Tú. Vài hôm sau, Ngũ Tổ đi xuống bếp, thấy Huệ Năng đang nấu cơm. Do lúc giã gạo cần dùng chày đá, nhưng Huệ Năng vốn là người có thân hình gầy gò. Để đủ sức nặng nâng chày, ông đã cột đá quanh eo mình và làm việc một cách rất tận tâm. Khi thấy Huệ Năng mang đá giã gạo, Ngũ Tổ đã rất cảm động nói rằng: Ngươi vì đạo quên mình đến thế ư? Sau đó, ngài tiếp tục hỏi thăm rằng: Gạo đã trắng chưa? Câu hỏi này ý hỏi Huệ Năng rằng Phật Pháp mà ngài chứng ngộ trong tâm đã chín mùi chưa? Huệ Năng đáp rằng: Gạo nấu trắng lâu rồi nhưng chưa sàn. Ngũ Tổ liền cầm gậy gõ lên cối ba cái rồi rời đi. Lúc này Huệ Năng lập tức nhận ra tín hiệu của sư phụ. Vào canh ba đêm hôm đó, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã truyền pháp và trao y bát cho Huệ Năng, thuyết chọn kinh Kim Cương. Đến câu đừng để tâm vướng víu nơi nào thì Huệ Năng thoạt nhiên đại ngộ, nên đọc ra năm câu thơ đầy cảm xúc: Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Ngũ Tổ chính thức truyền cho Huệ Năng làm vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa và nói với ông rằng pháp kinh này chỉ truyền từ đời này qua đời khác như một dấu hiệu. Vì không muốn gây ra tranh chấp nên Ngũ Tổ muốn Huệ Năng hãy mau đi thuyền về phương Nam và nói với ông rằng pháp kinh vì gây nhiều tranh chấp nên chỉ dừng đến đời của ông chứ đừng truyền. Hành trình phát triển Thiền Tông Trung Hoa. Tương truyền do Huệ Năng được truyền lại y bát nên các đệ tử trong chùa đều rất tức giận và bắt đầu đuổi theo ông. Sở dĩ sự việc này lại gây ra làn sóng tranh chấp lớn như vậy là do trong thời nhà Đường mọi người rất tôn trọng pháp. Những ngôi chùa Phật giáo phụ trách giữ một số lượng lớn tài sản và ruộng đất, nên ai được truyền đời tiếp theo có nghĩa sẽ nắm trong tay quyền kiểm soát những tài sản này. Trong số người đuổi theo Huệ Năng có một người tên là Huệ Minh. Trước khi xuất gia, ông là một vị tướng nên thân thủ nhanh nhẹn, và mục đích Huệ Minh đuổi theo ngài là do ông ta muốn cướp chiếc áo cà sa. Đây là bảo vật mà Đạt Ma Sư Tổ mang từ Thiên Trúc đến đây. Sau khi nhìn thấy Huệ Minh là người đầu tiên đuổi kịp mình, nên Huệ Năng đã đặt áo cà sa trên tảng đá phía xa, sau đó trốn trong một bụi cỏ. Tuy nhiên điều kỳ lạ là Huệ Minh dùng hết sức mình cũng không thể nào lay động được áo cà sa. Bỗng chốc ông đã ngộ được uy lực vô cùng của Phật Pháp. Vì vậy ông đã cung kính mời Huệ Năng ra thuyết pháp cho mình và nói rằng: Mặc dù mình đã tu hành ở chùa Hoàng Mai trong một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ tự nhìn thấu được chính mình. Lục Tổ Huệ Năng bước ra từ đám cỏ và hỏi rằng: Huệ Minh có muốn là một người tử tế không? Vậy thì đừng nghĩ và làm điều ác. Huệ Minh như được khai sáng và dần từ bỏ nghiệp chướng của mình.
Lục Tổ Huệ Năng tiếp tục đi về hướng Cao Hy, Quảng Đông. Để thoát khỏi sự truy đuổi, ông đã một mình chạy lên núi. Nhưng những người đến gấp áo cả xa vì không tìm được ông nên đã phóng hỏa đốt ngọn núi này. Để trốn thoát, Huệ Năng đã khoác áo cà sa lên mình và bình tĩnh ngồi trên một tảng đá, nhắm mắt nhập định. Chiếc áo cà sa này như một bảo pháp đã bảo vệ ông khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Và suốt 15 năm sau đó, ông vẫn là một cư sĩ ẩn cư sâu trong rừng núi. Sau một khoảng thời gian dài, Lục Tổ Huệ Năng cảm thấy đã đến đúng thời điểm, nên ngài đã xuống núi và đi đến chùa Pháp Tính ở Quảng Châu. Ngôi chùa này ngày nay còn được gọi là chùa Quang Hiếu. Trong lúc trụ trì Ấn Tông đang bắt đầu giảng kinh Niết Bàn cho các đệ tử, bỗng có một cơn gió thổi đến. Vị trụ trì liền yêu cầu chúng đệ tử theo dõi hiện tượng này và nói về định nghĩa của nó. Có một nhà sư cho rằng đó là phướn, một người khác lại nói rằng đó là gió. Lúc này Huệ Năng từ từ bước về phía trước và nói rằng đó không phải phướn, cũng chẳng phải gió, chẳng qua là tâm của mọi người đang động mà thôi. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước câu trả lời này. Đại sư Ấn Tông lập tức nhận ra ngài là Lục Tổ Huệ Năng, liền tự chấp lễ đệ tử, thỉnh cầu được nhận pháp yếu của thiền và thỉnh ông đưa ra y bát để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Huệ Năng được mời ở lại chùa Pháp Tính để thuyết pháp, bởi những bài thuyết của ông chỉ bằng lời nói đơn giản nhưng thể hiện cái nhìn sâu sắc tuyệt vời. Sau khi đại sư Ấn Tông nghe được bài giảng của Lục Tổ Huệ Năng, liền tự nhận định rằng lời giảng kinh của mình trước nay như gạch ngói bể vỡ, sự luận nghĩa của ngài Huệ Năng như vàng ròng. Đại sư Ấn Tông đã làm lễ xuống tóc cho Huệ Năng và tôn ông làm thầy. Kể từ khi nhận danh hiệu Lục Tổ và được truyền y bát phải mất 15 năm, ông mới chính thức được xuống tóc và làm lễ xuất gia. Cuối cùng ông cũng trở thành một nhà sư thực sự. Danh hiệu Lục Tổ của Thiền Tông dần được mọi người khắp nơi biết đến. Tóc của nhà sư Huệ Năng được chôn dưới bảo tháp của chùa Pháp Tính. Lục Tổ Huệ Năng giảng pháp và bắt đầu khai diễn pháp môn Đông Sơn. Ông nói rằng có thể ngồi thiền với mọi người ngày hôm nay là nhờ những phước lành tích lũy thông qua việc học hành và làm việc chăm chỉ. Không lâu sau, Lục Tổ Huệ Năng rời Quảng Châu trở về chùa Bảo Lâm và mở rộng ngôi chùa này để dung chứa đồ chúng, chiêu mộ đồng minh và bắt đầu truyền bá giáo pháp mạnh mẽ. Nửa đời sau của ông đều dành phần lớn thời gian tại ngôi chùa này. Đệ tử Pháp Hải của Lục Tổ Huệ Năng đã ghi chép và sắp xếp lại những gì ngài đã giảng thành một bộ đàn kinh. Bộ đã trở thành kinh điển quan trọng nhất của dòng thiền tại Trung Quốc. Trong Phật giáo, chỉ những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, tất cả những nhà sư lỗi lạc và các bậc đại đức sáng tạo trong những triều đại trước đây chỉ có thể gọi là lý thuyết. Chỉ có những điều Lục Tổ nói về kinh sách là điều duy nhất không được chính Đức Phật nói ra. Bởi vì ông chủ trương đốn ngộ, tức là cái ngộ ngay tức khắc mà không cần đọc hiểu qua văn tự, cũng không cần trải qua nhiều cấp bậc tu chứng. Người xưa nói là hạnh phúc lớn nhất, đó là nửa đêm đọc kinh. Lục Tổ Huệ Năng đã đại diện cho thành tựu cao nhất của Phật giáo Trung Quốc. Sau thời đại của ông, nếu một văn nhân Trung Hoa không hiểu về thiền thì được xem là một thất bại lớn. Và kinh cũng được người phương Tây gọi là kiệt tác tối cao của văn học tinh thần phương Đông. Kinh ảnh hưởng đến không riêng gì đất nước Trung Quốc. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.